Tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Con tum hơn 500 tỷ đồng, trong đó kinh phí đã phân bổ giao kế hoạch hơn 500 tỷ đồng đạt 100%. Ngay sau khi trung ương phân bổ nguồn ngân sách đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã tiến hành phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công đảm bảo theo thời gian quy định. Riêng giai đoạn 2021-2023, tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hơn 300 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023 đã giải ngân hơn 180 tỷ đồng, đạt hơn 59% kế hoạch, ước thực hiện đến cuối năm 2023 hơn 300 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch về cơ chế phân cấp, phân cấp 100% cho địa phương triển khai thực hiện. Riêng đối với nguồn vốn nước ngoài hỗ trợ thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, phân cấp cho Sở Y tế trực tiếp thực hiện.